với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đang được tỉnh Kiên Giang quan tâm thực hiện. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn, chư tăng chùa Láng Cá, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ tổng kết trao học bổng năm học 2024 lớp Khmer ngữ và phát quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2024-2025. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát, Đại đức Doanh Nghiệp, trụ trì chùa Cù Lạ Cũ, huyện Châu Thành. Về phía chính quyền có ông Danh Tha, Phó Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, bà Nguyễn Trúc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Lạc, bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Vĩnh Lạc, bà Danh Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hiệp, ông Danh Môn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Lộc, ông Nguyễn Văn Thường, Hiệu trưởng trường Thạnh Lộc 3, huyện Châu Thành, ông Huỳnh Văn Cở, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phi Thông, cùng đông đảo quý Phật tử, quý phụ huynh và các em học sinh tham dự. Khai mạc buổi lễ, Đại đức Long Phi Yến gửi lời tri ân đến chính quyền địa phương, quý đại biểu và các nhà hảo tâm đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tạo điều kiện hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới này. Đại đức cho biết nhằm thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển văn hóa và giáo dục trong đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, cũng như bảo tồn phát huy tiếng nói chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, chùa Láng Cát đã tổ chức các lớp dạy chữ cho sư sãi và con em đồng bào Khmer với tinh thần tự nguyện, không thu tiền học phí. Sau gần 3 tháng mùa hè theo học, các em đã biết đọc biết viết theo chương trình quy định. Việc dạy tiếng Khmer dịp hè là hoạt động thiết thực, nhiều ý nghĩa trong công tác dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của bà con Khmer. Thông qua các lớp học, các em vừa hiểu biết tiếng mẹ đẻ, vừa được giáo dục đạo đức và lối sống, có không gian sinh hoạt lành mạnh bổ ích trong dịp nghỉ hè. Tiếp theo, ông Lê Thanh Đạt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, trưởng ban quản trị chùa Láng Cát đã thông qua báo cáo về công tác vận động từ thiện trong thời gian qua. Ông cho biết công tác vận động từ thiện của chùa đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội thêm tốt đẹp. Sau đó, Đại đức Long Phi Yến và Đại đức Doanh Nghiệp đã trao tặng 50 suất học bổng cho sư sãi và con em các Phật tử theo học lớp Khmer ngữ lần này. Đại diện các ban ngành cũng trao tặng 500 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh nhân dịp chuẩn bị năm học mới 2024-2025. Dịp này, Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát cũng gửi tặng một chiếc ghe ngò mini trị giá 35 triệu cho xóm Kinh Bảy tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành. Được biết, công tác vận động từ thiện trong đợt phát quà lần này bao gồm 50 suất học bổng và 500 phần quà, tổng giá trị là hơn 58 triệu đồng do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cá nhân Phật tử trên địa bàn tỉnh đóng góp. Cùng với sự chung tay góp sức của nhà chùa, quý sư sãi, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương.